Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 88 Studio và lại là mình Cận đây. Như các bạn cũng đã biết thì hiện nay có lẽ nhờ công nghệ thông tin đang là một trong những ngành học có thể nói là hot nhất tại cái thị trường tuyển sinh thời điểm hiện tại. Hot đến cái mức mà cả thủ khoa khối A cũng trượt công nghệ thông tin thì công nhận là ác thật. Và trong số những cái ngành công nghệ thông tin đấy thì có lẽ là cái cụm từ AI hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo ấy thì có lẽ rằng là một cụm từ mà trong những năm gần đây được nhắc đến rất là nhiều và cũng đang dần trở nên phổ biến, và chúng ta cũng đã bắt đầu có những cái ứng dụng nó cụ thể hơn và nó rất là gần gũi với mọi người về cái AI này rồi. Và ở trong video này thì nếu như các bạn đã đậu vào ngành trí tuệ nhân tạo rồi thì mình sẽ giúp các bạn rằng mường tượng ra được trong vòng 4 năm nữa mình sẽ sử dụng những phần mềm như thế nào và phải chọn một chiếc laptop có cấu hình tối thiểu như thế nào để chúng ta có thể học được ở 4 năm đại học. Đồng thời thì cũng sẽ liệt kê ra một số những cái mẫu máy mình thấy phù hợp để các bạn có một cái tham chiếu nó cụ thể hơn. Còn bây giờ thì intro thôi. Trước hết, để tìm hiểu được rằng là chúng ta sẽ phải cần một chiếc laptop có cấu hình như thế nào để có thể học trong vòng 4 năm đại học tới thì trước tiên chúng ta cùng phải tìm hiểu xem là AI nó là gì và chúng ta sẽ học những gì ở trong trường đại học đã. Về câu chuyện AI là gì thì chắc là mình sẽ không nhắc lại nữa, tại vì khi mà các bạn tìm hiểu để các bạn đăng ký vào ngành này ấy, thì mình tin là các bạn cũng đã có được những cái hiểu biết cơ bản về AI rồi, những cái định nghĩa cơ bản và biết được những cái ứng dụng của AI hiện nay mà các bạn đang sử dụng rồi. Với chúng mình thì có lẽ là kể đến nhiều nhất chắc là cái Photoshop chẳng hạn đấy. Còn ở trong trường đại học thì để các bạn có thể làm được những cái bài tập lớn, những cái đồ án thì chúng ta sẽ phải cần sử dụng những thứ cơ bản sau đây. Đầu tiên đó là về ngôn ngữ lập trình, chúng ta sẽ thường sử dụng là Python. Bộ công cụ dữ liệu thì chúng ta hãy dùng là SQL. Còn khi mà chúng ta đi vào thực hiện train một cái model AI nào đấy thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến cái bộ thư viện mã nguồn mở TensorFlow. Và khi mà chúng ta sử dụng cái bộ thư viện TensorFlow này để train cho các model AI ấy thì lúc này bắt đầu nó sẽ ăn rất nhiều vào nhân CPU cũng như là nhân GPU nếu như cái card đồ họa của chúng ta có hỗ trợ. Chính vì vậy mà nếu như chúng ta đầu tư được một chiếc laptop ấy có CPU khỏe cũng như là có card đồ họa rời với cái lượng CUDA và VRAM lớn ấy thì sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong cái việc là training các model AI. Tuy nhiên, lớn đến cái mức khủng khiếp như là Quadro hay là 4090, 3090 thì có lẽ là chưa cần đến, tại vì rõ ràng là lúc chúng ta học mà thì chúng ta cũng sẽ chỉ train những cái model nó đơn giản thôi, chứ không ai bắt các bạn làm nguyên ra một con ChatGPT mới đâu, nên là cũng đừng có lo lắng quá. Và với kinh nghiệm của mình cũng đã từng được trải qua một môn liên quan đến AI tại trường đại học ấy, tại vì mình thì không học chính ngành của AI nhưng mà cái ngành của mình thì cũng có học một chút về cái mảng này, thì mình thấy rằng tối thiểu để học được chúng ta sẽ cần một chiếc laptop với cái cấu hình tối thiểu như sau. Về CPU thì các bạn sẽ phải tối thiểu là i5, i7 bắt đầu từ tầm đời 11 trở lên với cái mức nhân là 6 nhân và 12 luồng. RAM thì sẽ phải tối thiểu là 16GB, 8GB là sẽ hoàn toàn không đủ. Và card đồ họa thì nên có, và nếu được thì nên chọn card của NVIDIA với cái mức VRAM là 6GB VRAM. Thế thì một câu hỏi nhỏ ở phần này, tại sao lại phải là 6GB VRAM và là card đồ họa của NVIDIA? Thì đơn giản là trong cái quá trình mà mình sử dụng thực tế thì mình thấy rằng là NVIDIA được hỗ trợ cái bộ thư viện TensorFlow tốt hơn. Còn 6GB VRAM so với lại 4GB VRAM thì mình thấy rằng là 4GB VRAM nó cho cái tốc độ train AI nó chậm hơn hẳn so với 6GB. Mà ở thời điểm hiện tại thì những chiếc card đồ họa có 6GB VRAM như là 4050 hay là 3060 thì đều đang có cái mức giá rất là rẻ, nên mình nghĩ rằng là chọn những chiếc card đồ họa có 6GB RAM nó sẽ tốt hơn và tối ưu cho cái mức giá thành trên hiệu năng hơn rất là nhiều so với những chiếc card đồ họa 4GB RAM. Rồi, và đi qua cái phần cấu hình như thế thì để cho các bạn có thể mường tượng ra kỹ hơn là chúng ta sẽ phải dùng những chiếc laptop nó dạng như thế nào ấy, thì sau đây mình xin được liệt kê ra một vài mẫu và sẽ nói qua về những cái đặc điểm của những cái mẫu máy đấy để các bạn có thể có được cái tham chiếu nó dễ dàng và cụ thể hơn nhé. Thì đầu tiên là dành cho những cái bạn nào mà thích cái sự mỏng nhẹ và di động ấy thì mình có 3 cái lựa chọn ở trong tầm giá này mà cá nhân mình khá là thích. Đó là MSI Sidebox này, ROG Zephyrus G14 cũng như là Triton 300SE. Thì tại sao lại là 3 mẫu này? Thì đây đều là 3 mẫu máy vừa đảm bảo được cái tính di động này, vẫn có được một cái cấu hình và hiệu năng nó đủ tốt ở trong tầm giá để các bạn có thể thực hiện được những cái dự án, những cái bài tập lớn các bạn về sau này. Tuy nhiên, nhược điểm của những mẫu máy này thì vì nó mỏng nhẹ mà nên là nó sẽ hơi nóng một chút, nên là mình khuyên là các bạn chỉ nên dùng những cái mẫu máy này vào cái công việc chính của mình, đó là học tập và làm việc mà thôi. Để chơi game thì nó sẽ không ngon được như những cái mẫu máy tiếp theo sau đây mình sẽ giới thiệu. Những mẫu máy tiếp theo thì sẽ là những mẫu máy mà dành cho những các bạn nào mà yêu cầu cái sự bền bỉ và ổn định trong thời gian dài. Chúng ta không chỉ làm những công việc liên quan đến học tập, bài tập mà chúng ta còn sẽ làm thêm nhiều những cái dự án khác như là chơi game hay là có dùng cho việc render. Thì ba mẫu máy đó, đầu tiên sẽ phải kể đến là Geek Pro G5000 phiên bản RTX 4060 này. Thứ hai đó là
Acer Helios Neo 16, một cái tên mới mà mình cũng đang cảm thấy rất là ưng ý về cái mức hiệu năng trên giá thành của chiếc máy này. Và thứ ba đó là Lenovo Legion Slim 5 phiên bản R7000P cũng với card đồ họa đó là 4060 luôn. Thì đặc điểm chung của ba mẫu máy này đó là chúng ta sẽ có được một cái tản nhiệt tốt hơn so với những mẫu máy mà mình vừa kể trên, và khi mà chúng ta sử dụng trong một cái khoảng thời gian dài ấy, thì những mẫu máy mà mình vừa mới liệt kê phía sau nó sẽ đem lại chúng ta cái sự ổn định tốt hơn. Rồi, như vậy là trên đây thì ngoài việc đưa đến cho các bạn cái mức cấu hình tối thiểu của một chiếc laptop có thể dùng để có thể hoàn thành được những cái dự án và bài tập ở trong ngành học này trong vòng 4 năm tới, thì mình cũng giới thiệu đến các bạn một số những cái mẫu máy mình thấy phù hợp và có thể làm được nhiều những cái tác vụ khác nhau ở trong tầm giá. Và ngoài những mẫu laptop mà mình vừa kể ở trên ấy, thì các bạn hoàn toàn cũng có thể chọn những cái mẫu laptop có mức cấu hình tương đương. Về những cái yếu tố khác như là màn hình, thiết kế, rồi tản nhiệt hay là hiệu năng, thì các bạn hãy yên tâm là có thể du di đấy làm sao để cho nó phù hợp với yêu cầu của bản thân nhất nhé. Và đến đây thì cũng đã hết toàn bộ những cái điều mà mình muốn chia sẻ dành cho những cái bạn tân sinh viên chuẩn bị bước vào cái con đường làm chủ tương lai, làm chủ công nghệ với ngành học là trí tuệ nhân tạo rồi. Nếu như các bạn có bất kỳ một cái thắc mắc nào nữa, có thể là về ngành học hoặc có thể là về những cái thiết bị kỹ thuật như là chủ yếu là laptop thôi, những cái khác thì mình không biết nhiều đâu, thì hoàn toàn có thể để lại cho mình comment bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của 88 Studio.